Thăm dò nhá, nhưng mà chào bé quá, trả lại đi. Úi giời. Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay cú Thóc sẽ giới thiệu các bạn nhiều ô tô đây này. Cú Thóc chơi trò xúc cát đây này. Đấy, xúc cát. Các bạn xúc cát không? Đúng rồi. Nhưng mà mình sẽ có những ô tô gì con giới thiệu đi. Ô tô đấy, ô tô gì đây? À, các bạn ơi, đây một chiếc ô tô Ben này. Con để lùi cái chậu ra một tí để nhìn ô tô Ben cho dễ nào. Ý, ô tô Ben. À, đúng rồi, xúc vào đây. Thế còn trước bên cạnh này chiếc gì đấy Thóc ơi? À, ô tô xe xúc con phải cầm lên đi. Cầm lên như này. Đâu? Ui, ô tô xe xúc to chưa? Thế còn cái trước này gì đây? Trên này chiếc gì đây? Ui, ô tô trộn bê tông. Con này trộn bê tông xịn đấy nhỉ. Ôi Thóc ơi, nhưng mà cái ô trộn bê tông con bị gãy rồi à? Cái này ai làm hỏng rồi mới đúng không? Ồ, em đâu làm hỏng mất rồi. Sao đều thế nhỉ? Thế còn cái những cái gì đấy? Xe gì đấy Thóc ơi? À, xe ô tô màu đỏ à? À. Ôi, còn cái gì lăn lóc đây này? À, ô tô biến hình à? Cái này à? Nào, một con thử biến hình như nào? Wow, con robot. Ui giời. Con robot biến hình xịn nhờ. À, thế còn trong cái hộp này là cái gì đấy Thóc ơi? Thóc, trong cái hộp này là cái gì đấy? Mở ra xem nhá. Nhưng mà không mở, mới khó mở quá. Không mở cho bố đi. Khó mở quá. Ui, đúng rồi. Ui, ô tô, ôi trời ui. Ui, sao làm ô tô thế? Ui, đang từng chiếc một nào. Ui, ô tô gì đây? Ô tô con à? Chiếc ô tô con bé tí. Ô tô con bé tí à? Một chiếc xe gì đấy, xe gì đấy? Xe lù. Ôi, xe gì đấy? À, xe cứu hỏa các bạn ạ. À, con này gọi cứu hỏa. Ô, xe đấy làm gì đấy? À, xe đấy chữa cháy à? Xe đấy để làm gì đây? À, xe đấy chở người, xe đấy cứu người đúng không? À, cái đấy làm gì? À, tô vít để sửa ô tô. Con giỏi thế nhở? Thế còn cái gì nữa đâu? Trong này còn nhiều đồ mà. Trong này còn nhiều đồ đấy. Ôi. Đây là chiếc xe gì đấy? À thế ạ, à? Ôi, xe này xe ô tô đùa. Xịn đấy nhở. Xe này xịn đấy. Ôi, có một xe ô tô con nữa này. Ô tô con mấy tí này. Xịn nhở, đâu xe nào. Ôi, xe này chạy được à? Đâu, có xe này làm gì đấy con? À, xe này cẩu đồ à? À. Xịn nhở, xe này xịn đấy. Ôi, trong này còn có xe gì đấy Thâu ơi? À, xe trộn bê tông mấy tí à? Trộn bê tông mấy tí. À. Con lắm đồ chơi nhở? Lắm ô tô thế. Con có thể tặng các bạn mỗi người một cái được không? Hả? Con tặng các bạn mỗi người một cái được không Thâu? Con bảo các bạn như nào nhỉ? À, tặng các bạn cái này này. Các bạn ơi, ai mà thích ô tô thì bảo cú Thóc nhá, để cú Thóc tặng các bạn nhá. Các bạn thích ô tô nào? À, các bạn thích ô tô đấy à? Những ô tô này à? Các bạn thích ô tô nào thì bảo cú Thóc nhá. Cả ô tô này nữa. Cả ô tô này nữa các bạn ạ. Các bạn nào thích thì cú Thóc tặng nhá. Cả ô tô Ben nữa đúng không? Các bạn nào mà thích thì cú Thóc sẽ tặng luôn ô tô. Còn xe máy tự lái nữa đúng không? Còn ô tô tự lái nữa nhỉ? Ui, ở đây to, nhiều đấy. Ui, nha. Ui, nhiều chưa? Nhà nào cho ô tô Ben vào xúc cát đi. Zin. Làm gì đây? Zin. Ui, con có gì đấy?
Ôi con có cả đồ chơi siêu hình à. Ui. Ui. Ui rồi. Ui. Con có cái gì nữa đây? Ui con có đồ chơi gì đây? Mở 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 ra nào, mở đi. Ui đồ chơi nấu ăn nữa. Ui đồ chơi nấu ăn. Cái này cái gì đây? Bánh bao. Ui giời, bánh bao. Ui. Bánh bao xịn nhỉ. Ui. Ui. Mời các bạn uống nước à? Ui còn nước đâu? Ui còn cái gì nữa đây? Ui đồ chơi nấu ăn nữa. Ui dao này. Ui thớt này. Ui à, để thóc nấu ăn à? Ai da, ai da, ui dồi, thấy cái gì con thấy cái gì chưa? Thấy cái gì đấy? Con cái gì đây? À súp lơ. À bổ quả gì đây? Ui bộ quả cam. Ui cái đấy cái gì đấy? À, ôi chua đấy, chua đấy, quả đấy chua lắm, chua đấy. Quả đấy quả gì đấy? Nhưng mà quả với con trong quan là quả gì đấy? Quả đấy quả gì đấy? Ôi đắng lắm, đắng lắm, đắng lắm, đắng lắm. Ui quả đấy quả gì nhỉ? À, quả mướp đắng. Ui, không ăn đâu, phải nấu lên mới ăn được các bạn ạ, nhờ. Ui, quả bí à. Ui, quả này cứng lắm. À, cứng á, đau răng, quả này cứng, đau răng lắm. Đau răng lắm, quả này cứng, đau răng lắm. Ui, con còn có gì khác nữa không? Con còn có gì khác nữa không? Để con tặng các bạn được không? Hết rồi con, hết đồ chơi để tặng rồi à? Ui, ui bố tìm được chiếc xe máy hết thôi. À. Chui luôn mà gầm. Ui quả gì đấy nhỉ? Quả dâu tây. Ui dồi, đang bổ ra để làm gì đây? Mời các bạn ăn à? À mời các bạn ăn. Cháo thảo đấy nhỉ? Không mời các bạn ăn. Quả táo. Ui dồi, bổ hết mời các bạn ăn luôn à? Con phải bảo các bạn nào nhỉ? Ủa, các bạn ơi ăn không? Ô. Ui đổ hết ra cái này luôn. Ui đổ, lắm đồ chơi nhá. Ui đổ hết ra luôn. Ui. Hả? Ui kem, ui kem à? Ui ăn kem thì sao? Ăn kem thì làm sao? Mùa lạnh này ăn kem thì làm sao? Thả thóc. Ui đổ kem lạnh lắm. Ui kem lạnh lắm. Kem lạnh. Rồi tạm biệt các bạn thôi. Tắt máy đi ngủ. Sao tắt máy đi ngủ? Tạm biệt các bạn nhá. Các bạn. À, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Yeah.